Xin chào các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của mình nha. Mình là Huy Sơn đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy cây đàn so guitar chi tiết nhất nha. Trước kia video ấy, mình xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Và nếu bạn thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh như mình. Ok, thì đầu tiên các bạn cần phải chuẩn bị cho mình các điều kiện để lấy cái so guitar nha. Thì các bạn cần phải đạt hạ level 2300, có 500 xương, 250 vật chất kỳ dị, một nguyên thạch bông tối và 5000 điểm ép. Thì giờ mình sẽ cho các bạn xem từng cái nguyên liệu một. Đầu tiên là nguyên liệu xương này, đó 500 xương, 250 vật chất kỳ dị này. Và các bạn cần chỉ cần một cái nguyên thạch bóng tối thôi nha. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách lấy các nguyên liệu này nha, để trước khi các bạn phải làm cái nhiệm vụ lấy cái show guitar này. Đây, thì đầu tiên là về nguyên liệu xương, các bạn sẽ đến cái chỗ lâu đài bóng đêm này, các bạn xuống cái chỗ tầng hầm. Nói chung là mình cảm thấy là chỗ này sẽ farm được nhiều xương hơn là những chỗ khác. Đó thì tối đa là 6 xương, còn thấp nhất là 4 xương. Các bạn sẽ đánh cho mình nhiều vào. Nói chung là các bạn cần phải chuẩn bị mình tất cả các nguyên liệu trước nha. Không tí các bạn làm xong nhiệm vụ thì nó sẽ thiếu nguyên liệu là hơi bị mệt ấy. Đó, bạn cứ đánh nhiều vào, hơi xui thôi mà ơi, mình đánh nó không ra xương luôn, từ từ đã. Từ đánh xem có ra xương này. Không ra luôn các bạn ơi, hơi đen nha. Chứ mà các bạn cứ đánh ở đây là sẽ ra nha. Để mình đánh hơi xui một chút. Đây rồi, có xương rồi. Thì nguyên liệu tiếp theo các bạn cần chuẩn bị đó chính là 250 vật chất kỳ dị. Các bạn sẽ quay trở lại C2 và ra con tàu ma này. Đó, bạn sẽ nhảy lên con tàu ma, đi vào trong cái cánh cửa bí mật này. Và trong đây các bạn sẽ farm những quái ở đây, thì sẽ có tỷ lệ rơi ra được cái vật chất kỳ dị nha các bạn. Đó, mình sẽ rơi ra vật chất kỳ dị rồi. Nói chung là farm cũng khá là dễ luôn. Thì nguyên liệu tiếp theo là nguyên liệu nguyên thạch bông tối. Các bạn cần phải đi săn si nha. Săn si các bạn sẽ tìm cho mình cái chìa khóa quả rô đen. Rồi các bạn sẽ đến hòn đảo rô đen này. Và các bạn sẽ ấn lấy cái chìa khóa ấy, bạn để vào đây. Nó triệu hồi ra một con boss rô đen. Sau các bạn sẽ đi đánh bại nó và sẽ rơi được ra được cái nguyên thạch bóng tối này. Cái này thì hơi khó một chút, các bạn có thể đi đánh ké cùng người khác cũng được. Chừng biết làm sao mà ra được cái nguyên thạch là được. Và khi các bạn chuẩn bị mình đổ tất cả cái nguyên liệu xong ấy, thì các bạn sẽ đến một cái server nào đó ở C3, ở chỗ đó em bóng tối này, có cái trăng tròn, chỉ cần trăng tròn thôi nhá. Không cần phải full mon như các YouTuber khác nói đâu, chỉ cần trăng tròn thôi. Và các bạn đi theo mình ra cái chỗ bia mộ. Đây là cái chỗ bia mộ này. Các bạn sẽ ấn vào nó và ấn vào cái chỗ cầu nguyện. Nó cho bạn như này, mà ấn thêm một lần nữa nha. Ấn một lần nữa thì nó sẽ hiện lên chữ play game. Ấn có. Và các bạn sẽ dịch chuyển ra một cái nhiệm vụ rồi. Nó có mấy cái lén ở dưới là BC nhiệm vụ là các bạn thành công ấy. Cho các bạn sẽ đi theo mình ra một cái phía bên tay trái. À tay phải. Đây. Bạn sẽ ra cái chỗ mà có mấy con zombie này. À, các bạn sẽ phải farm cho mình làm sao mà bọn quái này chết cùng một lúc nha, tiêu diệt tất cả các quái cùng một lúc. Đó thì làm sao mà mình thấy các bạn dùng cái gì cũng được mà làm sao phải tiêu diệt cùng nó cùng một lúc. Thì các bạn ơi, cái nhiệm vụ này là khá là khó luôn ý. Nói chung nhìn trông như thế thôi mà khá là khó, bởi vì mình căn cái lượng đam để tiêu diệt tất cả các quái cùng một lúc ấy là khá là khó luôn. Và thứ hai là mình còn bị rất là nhiều trẻ trâu ở trong server phá, cho nên thì mình khuyên các bạn nên vào cái server VIP để làm nhiệm vụ nó an toàn và hiệu quả hơn. Chứ server thường hay bị phá lắm. Rồi thì vừa nãy mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ thứ nhất rồi, nhưng mà mình quên mất mình không quay lại cái video. Mà chung mà hoàn thành nhiệm vụ nó sẽ hiện chữ hoàn hảo nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đến cái nhiệm vụ thứ hai. Thì các bạn cần phải đợi trời sáng nha bạn. Mình nghĩ là các bạn nên chờ trời sáng, mình khuyên nhé, để nó dễ làm hơn. Đó thì các bạn sẽ đến cái bia mộ ở hai bên. Bên nào có nhiều bia mộ hơn thì bạn sẽ chọn bên đấy, chọn vào cái bảng ấy kìa. Đó thì mình đến ở bên tay phải của mình nhiều hơn bên tay trái thôi. Mình sẽ chọn ở phía bên tay phải nha. Bạn sẽ ấn vào cái bảng như này, bao giờ hiện màu trắng có nghĩa là bạn đã chọn được thành công ấy. Đó thì tiếp theo mình sẽ chọn đếm nữa. Bên tay phải của mình thì nó có khoảng tầm 6 bi mộ và bên tay trái chỉ có 5 bi mộ thôi, nên mình sẽ chọn phía bên tay phải nha. Bạn cứ chọn cho mình bên nào nhiều mộ thôi. Và lưu ý là các bạn cần phải chọn đúng bia mộ nha, chứ không được chọn phần đất. Phần đất đừng chọn phần đất, chỉ chọn phần bia mộ thôi. Đó, bia mộ là nhiều hơn thì bạn chọn phía bên đấy. Đây, thì hiện tại phía bên tay trái của mình có nhiều bia mộ thì phải. Từ đếm lại hình như là phía tay phải thôi. Đó, giờ mình sẽ đếm, bên này có 4 cái này. Bên này có 5 cái thì mình sẽ chọn phía bên tay trái nha các bạn. Bạn cứ chọn phần nào có nhiều bia mộ nhớ đó là bia mộ nha. Rồi, thì mình cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Khi hoàn thành thì các bạn sẽ có cái chữ hoàn hảo nha. Các bạn nhớ phải làm hoàn thành đúng như mình nha. Nếu mà nó không hiện lên chữ gì có nghĩa bạn đã làm sai một cái chi tiết rồi. Đây, từ mình sẽ ấn nút cái này cho bạn xem là mình đang hoàn thành nhiệm vụ như nào nhá.
Đó sẽ hiện chung hoàn hảo. Rồi, thì sau khi các bạn làm xong nhiệm vụ thứ hai, chúng ta sẽ tiếp tục làm cái nhiệm vụ thứ ba. Nhiệm vụ thứ ba các bạn, đó là các bạn sẽ đi theo mình trèo lên cái chỗ đi vào trong lâu đài bóng đêm này. Sau đó các bạn sẽ trèo lên chỗ cầu thang. Chúng các bạn đi theo mình là được. Bạn sẽ đi vào trong một căn phòng bí mật và nói chuyện với NPC. Đây, nhiệm vụ này khá đơn giản, bạn cần nói chuyện với NPC thôi. Đó. Sau khi nói chuyện với NPC xong, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ thứ tư. Thì nhiệm vụ thứ tư là các bạn sẽ ra chỗ hành lang này. Các bạn để ý ký cho mình các cái cúp nha. Thì cái nào mà xoay ngang thì bạn nhớ là xoay ngang, cái nào xoay dọc thì xoay dọc. Nhớ là cái quai cúp nha. Quai cúp mà xoay ngang thì nhớ là xoay ngang, còn xoay dọc thì nhớ là xoay dọc. Đó, không thì các bạn sẽ chụp màn hình vào cho mình. Giờ mình sẽ chụp cái màn hình này vào nhá. Đó, chụp vào, nhớ chụp vào nhá, cho nó gọi là ok hơn. Sau khi các bạn chụp xong cái màn hình, chúng ta sẽ quay trở lại cái chỗ tầng hầm này. Đây, mình sẽ xuống cái tầng hầm này nhá. Thì ở đây nó sẽ có một cái gọi là bảng nhiệm vụ. Các bạn sẽ làm cho mình. Bạn sẽ nhìn cái cúp nào mà nó xoay ngang, bạn sẽ điều chỉnh cái đường kẻ là xoay ngang. Còn là xoay dọc thì để nó xoay dọc. Còn không có ấy, mà là cây thì bạn sẽ ấn hai lần cho mình làm sao mà cho nó biến mất. Đó, thì mình sẽ để nó như trong ảnh luôn. Đây, cái này cũng là xoay à. Đây, mình sẽ chúc bạn làm cho mình được. Đó. Và khi bạn làm xong thì hiện chữ hoàn hảo. Khi đó mình sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ thứ 5. Thì nhiệm vụ này nó khá đơn giản thôi. Các bạn sẽ nói chung là từ em sẽ chọn đầu để làm cho nó đơn giản. Đây, đầu này đi. Bạn sẽ nhìn thấy cái ống nước màu xanh chứ không? Đó, các bạn sẽ chuyển cái màu thành màu xanh nhá, xanh dương. Sau đó các bạn ô thứ hai là màu đen thì bạn để nguyên. Ô thứ ba thì nó sẽ là màu đỏ. Các bạn cứ nhìn theo thứ tự, nói chung là cứ giống cái ống nước theo cái ô này được. Thì ô này hình như là không có, chỉ có màu đen thôi. Sẽ để màu đen. Ô này là sẽ là màu xanh dựa lá cây nhá, màu xanh lục ấy. Đó, sẽ để màu xanh lục. Ô này màu đen vẫn để nguyên nhá. Ô này màu xanh dương thì mình sẽ để màu xanh dương. Đó. Và ô này thì mình không có, bạn sẽ quay lại và nhìn. Đây, sẽ là màu đỏ, mình sẽ để màu đỏ. Và khi hoàn thành nó sẽ hiện lên chữ chúc mừng. Lúc đó sẽ hiện xuất hiện một cái NPC bí ẩn. Quạng treo dùng cái nguyên liệu mà mình vừa chuẩn bị từ đầu video ấy, chung chuẩn bị sẵn nhá. Đó, mình sẽ ấn lắp ráp và bạn sẽ chế tạo thành công cái đàn guitar có tên là show guitar. Đó, xong. Đấy, mình đã hoàn thành xong cái phần hướng dẫn lấy cái show guitar rồi. Đây, nhìn trông vật phẩm chính thức nha các bạn, khá là đẹp luôn. Từ từ á, rồi. Trông cái đàn khá là ảo luôn. Rồi mình tắt Haki đi á, chứ nhìn Haki này kiểu như là trông nó hơi cùng màu. Rồi. Thì cái đàn này mình hiện tại mình sẽ không farm cho nó nha, bởi vì mình chưa tăng súng mà. Giờ đẩy tiềm năng hay tăng vào súng nó hơi phức tạp một chút. Thì đó, thường là cái đàn guitar này khá là ảo ma ấy, nó bắn là một cái tia năng lượng màu xanh khá là ảo. Đó, thì sau này sẽ có một video riêng về cái đàn guitar linh hồn này nhá. Giờ thì mình sẽ không farm cái đàn guitar này đâu. Ok, thì mình nghĩ cái phần hướng dẫn của mình đã kết thúc rồi. Nói chung là mình đã hướng dẫn các bạn toàn bộ các nhiệm vụ chi tiết nhất, dễ hiểu nhất rồi. Và nếu các bạn thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh cho mình. Giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.